Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, và trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp được thần tài nâng đỡ, cầu gì được nấy, tiền nhiều như lá rụng mùa đông trong 90 ngày tới. Và tử vi cũng đã chỉ rõ rằng là 3 tháng tới thì những con giáp này may mắn, làm gì cũng thuận lợi và thành công viên mãn. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Mùi. Trong số 12 con giáp thì trời sinh tuổi Mùi là những người mà hiền lành, chăm chỉ, để cuộc sống của người tuổi Mùi dễ gặp những cái điều mà thuận lợi viên mãn. Trong đầu năm Canh Tý 2020 thì những người tuổi Mùi luôn kiên cường nhưng họ chưa bao giờ nản lòng, nên trong cuộc sống của họ đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Và tử vi chỉ rõ rằng là trong 90 ngày tới thì người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, sung túc, viên mãn, không ai sánh bằng. Và những người tuổi Mùi nên tranh thủ cái thời gian may mắn này để tạo cái tiền đề cho những cái bước phát triển tiếp trong tương lai của mình. Con giáp may mắn thứ hai đấy là tuổi Thân. Trời sinh Thân là những người mà thích tự do sáng tạo, họ thích khám phá những cái thứ mới mẻ nên thường đi trước, đón đầu trước thiên hạ. Trong cuộc sống thì tuổi Thân là người có trách nhiệm với công việc và bản thân nên họ dễ dàng thăng tiến trong công việc. Và tử vi chỉ rõ rằng là trong 3 tháng này, những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, họ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn để tạo ra được cái cuộc sống viên mãn cho mình. Trong cuộc sống, người tuổi Thân sẽ có cái cơ hội tạo được những cái bước tiến vượt trội, có nhiều cái khoản tiền nhiều hơn mong muốn. Chính vì vậy mà trong cái thời gian tới, người tuổi Thân sẽ có cuộc sống viên mãn vô cùng. Con giáp may mắn thứ ba trong 90 ngày tới nữa đấy là tuổi Hợi. Trong số 12 con giáp thì người cầm tinh Hợi thường có cuộc sống bằng phẳng, viên mãn hơn những con giáp khác. Tuy nhiên thì trong cuộc sống cũng có lúc tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tính tình hiền lành nên họ thường gặp quý nhân giúp đỡ. Và tử vi chỉ rõ rằng là trong 90 ngày tới đây thì tuổi Hợi được thần tài yêu mến nên cuộc sống gặp nhiều thuận lợi. Thời gian tới tuổi Hợi cầu gì được nấy, công việc, tình duyên đều vô cùng viên mãn hơn người. Trong thời gian tới thì tuổi Hợi sẽ có thêm những cái mối làm ăn mới đem về cho họ nhiều thuận lợi. Những người tuổi Hợi hãy tận dụng cái cơ hội này để tạo tiền đề cho những cái bước phát triển mới trong tương lai. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã được biết ba con giáp được thần tài nâng đỡ, cầu gì được nấy, tiền nhiều như lá rụng mùa đông trong 90 ngày tới rồi. Trong đấy là chúng ta đã biết được đấy là có gồm có tuổi Mùi, tuổi Thân và tuổi Hợi. Đấy là ba con giáp cực kỳ may mắn trong 3 tháng tới. Thế này, làm gì cũng thuận lợi và cực kỳ thành công và viên mãn vô cùng. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.